nhiệm kỳ 2015-2020 nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của Long Điền đạt 2,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 56 triệu đồng trên năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. 5 trên 5 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Long Điền trở thành huyện nông thôn mới. Có được kết quả này là nhờ sự chung sức đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến với Long Điền, một vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có thể cảm nhận rõ nét về sự đổi thay của vùng đất này. Từ những cánh đồng lúa giống mới, năng suất cao, các khu đô thị mới đã và đang dần hình thành. Những khu nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, những vườn hoa lan rực sắc mỗi khi xuân về, cho đến những đoàn thuyền tấp nập vươn khơi đã tạo nên dấu ấn đậm nét, cho thấy huyện Long Điền ngày càng phát triển. Nói chung là cái bộ mặt của nông thôn rất là tốt hơn so với lại thời gian trước, rất là nhiều. Với cái đà này thì huyện Long Điền cũng sẽ phát triển nhiều hơn, đời sống nhân dân cũng sẽ được nâng cao hơn. Những công trình, điện, đường, trường, trạm đang mọc lên theo lộ trình xây dựng nông thôn mới. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Để có được những thành tựu đáng tự hào ấy, trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ và nhân dân huyện Long Điền đã không ngừng phấn đấu, linh hoạt và sáng tạo trong việc đưa các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Thì chúng tôi cũng đã đề ra trong cái nghị quyết của đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, thì chúng tôi cũng quyết tâm phấn đấu đạt là xã, xây dựng xã nông mới nâng cao trong năm 2020. Trong đó thì có 15 tiêu chí hiện nay chúng tôi đặt ra là khó nhất, khó khăn nhất thì là tiêu chí tăng thu nhập, tiêu chí giảm nghèo và tiêu chí môi trường. Mục tiêu của chúng tôi thì tới tháng 11 là phải hoàn thành xong 15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Kết quả nổi bật là huyện đã về đích nông thôn mới vào năm 2020. Toàn huyện đã huy động gần 2.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhân dân đóng góp cả 100 tỷ đồng, hiến hàng chục ngàn mét vuông đất để làm hạ tầng giao thông và các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh. Đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 56 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Giá trị sản xuất trên 1 hecta đất trồng trọt năm 2020 đạt hơn 100 triệu đồng. Huyện duy trì và phát triển nhiều vùng trồng lúa, sản xuất rau màu có giá trị cao, đã xây dựng được một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh, như mô hình trồng lúa Việt Gáp ở xã An Nhất, mô hình trồng hoa lan cắt cành ở xã An Ngãi, trồng rau an toàn theo hướng Việt Gáp ở xã Phước Hưng. Trong đó, mô hình trồng lúa Việt Gáp tại xã An Nhất được triển khai từ đầu năm 2015, với diện tích hơn 20 hecta, 21 hộ tham gia, năng suất đạt 6 tấn trên hecta, lợi nhuận bình quân đạt hơn 50 triệu đồng trên hecta mỗi năm. Nói đúng ra thì có những cái về nông nghiệp có những cái khó khăn, nhưng mà nó có cái thuận lợi là được bà con thống nhất theo cái luật hợp tác xã là đều tham gia tất cả dịch vụ của bà con hết, là tham gia của hợp tác xã hết, chứ mỗi trước người ta tự ta làm, nhưng mà giờ là theo cái luật mới thì bà con đều tham gia hết, thì cuối năm tuổi này mới chia lãi theo căn cứ mà sử dụng cái dịch vụ, để mà cái thị trường mà đưa ra cái sản phẩm mình mà được có giá trị đó thì được nhà nước hỗ trợ, từ này làm được cái nhà máy sấy, cái kho chứa. Để cái kho chứa là để cho bà con là có gửi sản phẩm mà khi mà cần tiêu thụ mà cái giá cao thì bà con tiêu thụ. Là huyện ven biển, nhiệm kỳ qua, Long Điền đã phát huy những tiềm năng lợi thế sẵn có để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn huyện có gần 2.000 tàu thuyền lớn nhỏ, chủ yếu tập trung ở các xã Phước Hưng và Phước Tỉnh. Trong đó khoảng 1/3 là tàu khai thác xa bờ. Các ngành chức năng của tỉnh huyện đang triển khai chính sách hỗ trợ chủ tàu cá khai thác hải sản bền vững. Đối với địa phương xã Phước Tỉnh chúng tôi thì đặc biệt cái ngành nghề kinh tế là
khai thác hải sản. Thì tổng lực lượng của tàu thuyền trên địa bàn có 1.152 phương tiện, trong đó hầu hết là phương tiện đánh bắt xa bờ. Thì trong các năm qua thì đã được là nhà nước là hỗ trợ các chính sách cho cái việc phát triển ngư nghiệp, như là cái nghị định 48 là hỗ trợ khai thác vùng biển xa, rồi nghị định 67 hỗ trợ đóng mới tàu thuyền, rồi nghị quyết của hội đồng dân tỉnh, vân vân. Nhiều chính sách đã tác động đến cái việc và phát triển cái lực lượng tàu thuyền ở trên địa bàn của 6 tỉnh. Tuy nhiên thì hiện nay là cái tình hình khai thác các cái vùng biển ngư trường thì nó cũng hạn chế. Do đó bà con phải tìm tòi các ngư trường xa. Và để thực hiện cái ngư trường xa thì bà con phải là trang thiết bị những khoa học kỹ thuật, rồi là cải quán các phương tiện để đảm bảo cho cái việc khai thác dài ngày và ở các cái vùng biển xa. Và trên cơ sở đó thì trong những năm là qua thì ngoài các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước ở địa phương, chúng tôi cũng động viên khuyến khích bà con bám biển, tạo là cuộc sống ổn định cho bà con nhân dân trong xã. Ngoài tiềm năng khai thác hải sản xa bờ, Long Điền còn chú trọng quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, trong đó khuyến khích ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, như mô hình nuôi tôm tại xã An Ngãi đã tạo nên tiềm năng to lớn cho sự phát triển ngành thủy sản của địa phương. Cùng với đó, các tuyến đường huyết mạch thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Long Điền như tỉnh lộ 44A đi qua thành phố Bà Rịa, tuyến nối quốc lộ 55 đi tỉnh Bình Thuận và tuyến đường ven biển kết nối Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu, tạo hành lang phát triển dịch vụ du lịch. Từ năm 2016 đến nay, doanh thu thương mại, dịch vụ liên tục tăng. Năm 2020 ước đạt 13.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 14,6%. Hàng năm, Long Điền đón và phục vụ hơn 1,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 9.000 lượt khách quốc tế. Những năm qua, Long Điền đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về an sinh xã hội, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ tín dụng. Từ năm 2016 đến nay, đã mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho 1.108 lao động nông thôn. Tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm đạt 85%. Các chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm sóc, hỗ trợ đối với trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội đều được quan tâm thực hiện. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được bảo vệ chăm sóc. Chương trình giảm nghèo được triển khai đạt kết quả tốt. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn chiếm 0,51% so với tổng số hộ trên địa bàn. Gần 90% hộ nghèo đầu giai đoạn 2016 đã thoát nghèo, và đáng ghi nhận hơn là thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, huyện Long Điền còn tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu về lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Song song với việc lãnh đạo thực hiện có hiệu quả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị, luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm. Qua sơ kết, tổng kết, toàn huyện có hơn 130 mô hình hay, cách làm hiệu quả của 54 tập thể và 68 cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của đảng, nhà nước và của tỉnh, có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Thấy nhân viên ở đây phục vụ cũng tận tình, chung cũng giúp đỡ những người ta không biết đâu á, cũng thấy cũng hài lòng. Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là năm về đích xây dựng nông thôn mới 2020, chính là nền tảng, là động lực để đảng bộ huyện Long Điền tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới về phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025. 2020 thì là một năm có ý nghĩa rất là quan trọng, là năm để phấn đấu hoàn thành cái thắng lợi cái chỉ tiêu kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ 2016-2020 và theo nghị quyết đại hội đảng bộ của huyện lần thứ 11, và cũng là cái nền tảng định hướng để đảng bộ huyện lần thứ 12 là chính quyền và nhân dân huyện Long Điền, chúng tôi sẽ đoàn kết nhất trí, quyết tâm và huy động cả cái hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự đồng thuận của nhân dân
trên địa bàn huyện để thực hiện thắng lợi những cái nhiệm vụ mục tiêu đề ra trong năm 2020 và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo đạt được những kết quả tốt đẹp hơn. Đến với huyện Long Điền vào những ngày này, không khí náo nức của cán bộ và nhân dân ra sức thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Các tuyến đường nông thôn đều xanh, sạch, đẹp, rập bóng cờ hoa, diện mạo kinh tế xã hội của huyện Long Điền đã và đang ngày càng khởi sắc.